anh mới chuyển đến một căn hộ tuyệt vời luôn. Mai qua chơi với anh nhé. Các em ơi, các em ơi, nhà tụi bé tí ti một điều hòa lạnh thế không biết. Các em ơi, các em, ai đây? Đại ca, sao anh không ngồi đi hả? Quần ướt hết cả rồi, ngồi làm sao được? Đại ca, nhà đấy có ma thật hả? Chắc đại ca sợ lắm nhỉ? Đái cả ra quần cơ mà. Sợ quá ấy chứ. Thế giờ bọn em giúp gì được cho mấy người ạ? Thì hai chị em bà cho bọn tôi tá túc đêm nay nhá. Mặc dù ấy mấy người có nhà mới mà không khao chị em tôi, đối xử với chị em tôi không ra gì, nhưng mà bởi vì chị em tôi có một tấm lòng rất bao dung, từ bi, hỉ xả, nên là quyết định cho ba người tá túc đêm nay. Cảm ơn hai chị em ơi. Nhưng mà đại ca ơi, anh định ngủ cùng cái quần mà vừa ướt vừa khai đấy ạ? Anh thà ngủ với quần ướt còn hơn là về kia lấy đồ. Mà này, tối hôm qua mẹ anh gặp cái gì mà thấy kinh khủng ấy nhỉ? Chị không biết, nhưng mà thấy mặt ông nào ông đấy cắt không có một giọt máu, chắc là sợ lắm ấy. Thường thế. Ơ, dậy rồi đấy à? Đại ca đâu? Đại ca. Đại ca ơi, trông anh hôm nay thật là thất tha. Trông người ta thảm hại thế này mà còn trêu được. Bọn em có gì đâu, nhưng mà trông anh một người thật. Thế bây giờ mấy người tính sao? Thì phải đổi lại nhà sao nữa, tôi không thể ở mãi như này được. Chắc chắn cái căn nhà có ma đấy. Mà có khi có oan hồn chết trẻ cơ. Kinh hãi chết đi được. Ơ thế nhỡ mà chị không đồng ý đổi lại nhà thì sao ạ? Không đổi cũng phải đổi, đúng không? Chắc chắn là nhà có ma nên họ mới dễ dàng đổi cho anh em mình như thế chứ. Chính xác. Thế mà em cứ tưởng người ta thật lòng mình cơ. Trên đời này không có gì gọi là tuyệt đối và hoàn hảo. Rất nhiều thứ chỉ là ảo, nên không có gì đảm bảo cho hai từ thật lòng đâu ông ơi. Thôi, mấy anh ra ngoài nồi ăn đi, còn một ít mì ấy. Này, hai đứa ăn xong, về lại đấy thay đồ với anh nhá. Ai mặc thế này ra đường được? Em thấy anh mặc thế đẹp rồi. Chẳng thất tha mà. Ba anh lại muốn đến đổi lại nhà á? Em thông cảm cho anh với. Hai chị em xinh đẹp, đổi lại bọn anh nhá. Bọn em thì có xinh gì anh? Một đứa thì to như sumo, một đứa thì còn gầy như con cá mắm. Đâu, hai bọn em xinh mà. Ừ, bọn em xinh mà. Đúng rồi, xinh mà. Tóm lại, bây giờ em muốn biết lý do tại sao các anh lại muốn đổi lại nhà. Ui, tôi mua nhà được không? Bởi vì là bọn anh ngủ ở đây quen rồi. Chuyển xuống dưới kia, hai hôm không tài nào ngủ được. Anh cứ bị nhờ cái sofa của mình ý. Đúng rồi đấy. Bọn anh nhớ nhà quá, không ngủ được đâu, em nhìn thấy mắt thâm quầng hết cả này. Cũng được thôi. Đổi lại, các anh phải mất cho bọn em tiền nhà tháng này. Cái gì? Hai em bị ăn cướp à? Anh nói ai ăn cướp? Tất cả là do các anh. Hôm trước đến thì lăn lỉ đổi, hôm nay lại đến xin đổi lại. Các anh nghĩ bọn em rảnh lắm à? Nếu không muốn ý, thì mời các em về cho. Đại ca, kiểu này anh em phải chịu thôi, còn như là anh em mình đen. Đổi nhà bây giờ khó lắm đại ca, đã thấy cũng phải mất mấy tháng tiền nhà chúng nó nữa. Thôi bây giờ là mình cứ trả tiền chúng nó cho xong đi. Được rồi, bọn anh đồng ý. Nhưng anh phải giúp bọn em dọn đồ nữa. Thế còn phải biết đồ á? Chính xác. Thôi được rồi. Đây, 6 triệu. Đồ đạc cũng gói ghém xong rồi. Bọn anh vào nhà được chưa? Vào thì vào được rồi, nhưng mà bọn anh còn phải hộ bọn em bê đồ chứ. Bê gì? Nhanh lên. Nặng thế. Cố lên lại cả. Đấy chị, được rồi. Thế thì bây giờ mình vào dọn dẹp cái tủ lạnh nó sạch nhá, không để lại một cái gì luôn. Ôi.
Trời ơi, nát cái chân của tôi rồi. Ông ơi, sao tự nhiên hồi đấy? Gì đấy? Ma. Vớ vẩn. Ban ngày ban mặt ma mạnh cái gì? Anh vào xem đi. Dũng xem đi. Ôi, mọi người lại đây. Cái gì đấy? Đại ca ơi, chúng ta bị chơi rồi. Cái gì? Cái gì? Thế hóa ra là hai người kia giả ma để dọa mấy người à? Nhưng mà tại sao ạ? À? Thì tiền không làm gì nữa. Kể dạng quá đáng thật. Nhưng mà ba người đã có kế sách gì chưa? Đương nhiên là có. Ngày mai thôi, hai cô đó sẽ phải chuyển khỏi khu này. Lúc đấy, bọn anh sẽ gặp trực tiếp ông chủ, rồi thuê lại căn hộ. Như vậy là vừa không mất tiền, mà vừa đuổi được hai con ma béo gầy xấu xí ra khỏi khu này. Chắc. Nhưng đại ca ơi, làm sao để đột nhập được vào nhà của họ bây giờ? Đấy, sau khi nhận chìa khóa, anh hãy đi đánh thêm vài cái để chia cho anh em. Đại ca, đi vào số 1, đi thôi anh. Đi. Tử Vi, em có muốn kiếm thêm chút đỉnh vào mỗi tháng không? Bằng cách nào hả chị? Chị đúng là con dê mặt cáo. Cái ví von kiểu gì ấy? Ý em là chị tuổi dê mà lại sắc sảo như con cá chín đuôi vậy. Quá khen. Này, chị em mình có quá đáng quá với ba tên kia không nhở? Quá đáng cái gì? Ai bảo họ sỉ nhục hai chị em chúng mình? Em thân hình như siêu mẫu như thế này mà bảo em là như sumo ấy. Còn chị nữa ấy, nó bảo chị như con cá mắm mi. Lấy của bọn nó có mấy triệu, em chưa thấy bọn tức đâu. Ai bảo chuyển đi chuyển lại làm cho chị em mình bây giờ phải ngủ chung một phòng. Thôi, ngủ đi rồi mai dọn nốt. Chị ngủ ngon nhá. Ngày bữa kia, sao dám gọi bọn ta tướng phụ lên? Hai chị em đấy nhất định sẽ vãi một số thứ ra quần đấy. Thế này cũng té rồi. Chào bác ạ. Chào các cháu. Bác ơi, hai cô bé ở phòng 201 ý, dọn đi chưa ạ? Sao các cháu biết hay vậy? Thế chúng nó dọn nhà rồi. Bác ơi, thế bây giờ bác cho bọn cháu chuyển nhà nhá. Ừ, rất tiếc là bác vừa cho thuê rồi. Cho thuê rồi ấy ạ? Này, cái phòng đấy không hiểu cái độ này tại sao nó lại hot thế không biết nhá. Yeah. Có người vừa chuyển đi cái nó có người lại thuê luôn. Thế thế này, người ta không cần xem phòng, đặt qua điện thoại rồi là chuyển tiền luôn. Thế mà này, phòng cách nhanh gọn như thế đấy. Người ta chưa chuyển tới đâu. Thế các cháu cần lắm à? Vâng ạ. Ừ, đấy, số điện thoại đây này. Ôi, bác cháu xin được. Rồi thử thương lượng người ta xem sao. Ôi, vâng. Đấy. Ôi, cháu xin. Đây ạ. Đấy. Dạ. Cháu cảm ơn bác. Gọi đi nhá. Chào bác. Chào bác. Gọi đi. Gọi luôn. Đại ca gọi rồi. Alo, em nghe đây ạ. Thảo Mai đại ca ơi. Cô Thảo Mai. Sao thế? Đi. Tại sao cô lại thuê căn hộ đó? Thì em thuê để cho khách thuê mà. Căn hộ đấy có 3 phòng ngủ. Kiểu gì mà chả có 3 anh độc thân thuê. Thế bây giờ cô cho thuê bao nhiêu tiền? 8 triệu. Cái gì? 8 triệu á? Chủ nhà cho thuê có 6 triệu thôi cơ mà. Kìa, anh bị làm sao đấy? Em thuê nó với giá 6 triệu nhưng bây giờ nó là nhà của em. Em muốn cho ai thuê giá như thế nào là quyền của em đúng không? Em nghĩ là chắc là nên thôi. Chúng ta đã mất 9 triệu cho căn nhà đấy mà chả được phẹo gì. Bây giờ mỗi tháng lại mất thêm 2 triệu nữa. Tiền đâu ra? Đúng rồi đấy, em cũng chả còn tiền tiêu đâu. Thôi được rồi, anh lại ngủ sofa vậy. Này, bọn tôi không thuê đâu.
bà ấy và Tường Vi dọn đến các nhà đấy mà ở cho rộng nhá, bọn tôi không ở đâu. Đúng đấy. Nhanh đi tìm bác chủ nhà. À, sao thế hả chị? Mấy lão không thuê nữa. Mẹ gọi. Alo, con nghe đấy. Con đói quá mẹ ơi. Sao hả mẹ? Thế à? Vâng vâng, con về ngay ạ. Ôi dồi ôi, cái xe của bố anh tìm được rồi. Hóa ra là tên trộm cũng không nổ được máy, dắt bộ 200m mệt quá, gửi luôn ở đồn công an. Người ta vừa mang xe về trả anh xong. Thế là anh về nhà. Ừ. Chúc mừng. Anh đã đi rồi, anh đã đi rồi. Này, thì ra hai đứa đặt thuê nhà của bác đấy à? Vâng ạ. Bác ơi. Sao? Bác cho cháu trả lại nhà được không? Không được. Vì hai cháu thuê nên bác phải từ chối bao nhiêu là khách đấy nhá. Nếu không thuê nữa ấy thì các cháu ấy phải mất cái số tiền đặt cọc ấy nhá. Bác ơi, gia tài của chúng cháu chỉ còn lại từng đấy thôi. Bọn cháu hết tiền rồi à? Các cháu đánh cái đùng một cái không thuê nữa thì phòng của bác bỏ không à? Mà trong hợp đồng thì các cháu ghi rõ ràng rồi, cứ thế nhá. Tham tham thi tham. Tam 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 ti tam 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 ti tam 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 ti.